Nếu người chơi cẩm cù hay trồng cẩm cù mà nhiều năm có kinh nghiệm thì chúng ta chỉ cần nhìn lá, chúng ta đã có thể phân biệt được màu hoa. Ví dụ như tôi nói, những cái lá của cây cẩm cù trắng thái này nhìn cái nhận ra ngay nó khác. Còn lá cây xanh chuyển vàng, đây còn lá của nó cũng khác. Hay là lá cẩm cù tím hoa đỏ như tôi vừa nói, là cây vừa giới thiệu lúc nãy, tôi nhìn cái lá của nó tôi cũng nhận ra được. Xin chào các bạn, tôi là Mai ở cây cảnh chợ hàng. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cái khu vườn giàn lan ánh sao hay gọi là lan cẩm cù của cây cảnh chợ hàng chúng tôi. Trong cái khu giàn vài trăm mét vuông, chúng tôi đa phần là trồng những cái dòng lan ánh sao, là cái dòng cây lan cổ truyền rất là dễ sống và rất là dễ trồng. Sau đây tôi xin giới thiệu những cái cây lan ánh sao mà có thể nói là cổ truyền nhất, lâu đời nhất từ trước cho đến nay mà ở Hải Phòng vẫn thường trồng. Đó là cái cây cẩm cù hay gọi là ánh sao, hoa trắng nhụy tím. Đây là bông cẩm cù trắng nhụy tím, lan ánh sao hay gọi là cẩm cù, là cây cẩm cù cầu cổ truyền ở Hải Phòng mình đã có rất nhiều năm rồi. Đây, nụ và hoa của nó đây, cây trồng nguyên trong gáo dừa luôn. Tôi xin giới thiệu với bạn là đây là cây cẩm cù có thể nói là cổ nhất ở khu vực Hải Phòng của chúng ta từ trước cho đến nay. Từ lúc tôi còn bé đã nhìn thấy nó rồi, đã mấy chục năm rồi. Thế còn về sau này gần đây thì lan cẩm cù phát triển nên là đã được du nhập được rất nhiều những cái giống mới. Ví dụ như tôi nói cũng là trắng nhụy tím, đây là một bông trắng nhụy tím, nhưng người ta gọi là cẩm cù Thái, tức là giống nhập du nhập ở Thái Lan về. Cái lá nó dày hơn, đây bạn nhìn thấy lá nó khác hẳn, lá dày hơn, to mập hơn, cành cũng mập hơn, cuống bông và bông hoa to có thể nói là gấp đôi bông hoa của cẩm cù ta của chúng ta. Thời gian nở của mỗi bông cẩm cù hay là lan ánh sao nó kéo dài khoảng chừng 5 cho đến 7 ngày tùy theo thời tiết. Nếu mưa nhiều thì nó chỉ được 4-5 ngày, còn nếu mà không mưa thì có thể được 7-8 ngày một bông. Một bông tôi nói là một chùm này luôn đấy ạ. Thế còn lan ánh sao nó còn những loại màu khác nữa, ví dụ như cũng màu Thái, cũng là lá trắng, nhưng cây này là cây phớt hồng. Đây là phớt hồng của giống mới. Đây là bông cẩm cù phớt hồng, hoa rất là đẹp luôn. Đây là bông phớt hồng ở vườn chúng tôi. Cái giống này vườn chúng tôi hiện tại không còn nhiều. Ngoài ra thì còn cái giống cẩm cù gọi là tím hay là đỏ lá to. Cây này lên rất là khỏe, nó có thể nói phát triển nhanh gấp đôi gấp ba những cái giống cẩm cù thông thường. Sức phát triển của nó rất mạnh. Hoa thì thường hơi thưa, nếu chúng ta chăm sóc càng tốt thì hoa lại càng ít. Thế còn nếu mà chúng ta mà trồng nó lên cằn cỗi vừa phải thôi, tốc độ lên vừa phải, đây như bạn trông như cái cành lên này, nó lên chậm và cây nó già cây, thì cái sức ra hoa nó sẽ nhiều hơn. Đấy là những cái bông cẩm cù màu tím. Ngoài ra thì chúng tôi còn cái bông cẩm cù nữa, là bông cẩm cù là xanh chuyển vàng. Nhưng hiện tại hôm nay thì nó chỉ còn đài hoa thôi. Đây là cây xanh chuyển vàng của chúng tôi. Nếu người chơi cẩm cù hay trồng cẩm cù mà nhiều năm có kinh nghiệm thì chúng ta chỉ cần nhìn lá, chúng ta đã có thể phân biệt được màu hoa. Ví dụ như tôi nói, những cái lá của cây cẩm cù trắng thái này nhìn cái nhận ra ngay nó khác. Còn lá cây xanh chuyển vàng, đây còn lá của nó cũng khác. Hay là lá cẩm cù tím hoa đỏ như tôi vừa nói, là cây vừa giới thiệu lúc nãy, tôi nhìn cái lá của nó tôi cũng nhận ra được. Đấy là do những cái lá, cái biến thể và những cái dạng lá của nó khác nhau thì chúng ta nhận được ra màu hoa của nó. Còn lại đây là cái gọi là lan ánh sao lá trái tim. Cái cây này nó có cái đặc trưng là lá rất là dày và to, mỗi cái lá của nó tạo thành như một cái trái tim, người ta gọi là ánh sao trái tim. Cái này bông hoa của nó thì không được đẹp lắm, hoa của nó cũng là dạng trắng nhụy lâu và chuyển sang dạng vàng. Cây này người ta có thể cắt một cái lá này, cắt nguyên một cái lá này thôi, để nó ráo một cái ráo nhựa đi, xin lỗi, ráo nhựa đi dăm bảy hôm, chúng tôi dâm xuống đất nó chỉ có nhô lên thành một cái hình lá trái tim như thế này luôn. Tôi đã nhìn thấy ở trên mạng, cũng đã có giới thiệu, vào vườn chúng tôi đã từng làm, nó thành một cái lá cắm trong một cái chậu luôn, cũng có thể tạo được thành một cái cây. Vì cái lá trái tim này nó dày và nó khỏe, nó có thể tự sống được, không cần có cuộn, vẫn có thể tạo được thành một cái chậu hoa. Hôm nào có điều kiện tôi sẽ làm và giới thiệu. Còn đây là cái chậu lan ánh sao trái tim mà nguyên vẹn cả cây của nó. Cây này trồng rất là già rồi, gốc cây cũng đã lên to và rễ đã bám xuống khắp vòng quanh miệng chậu. Thế còn về cái sức sống, cái cách trồng và cũng như là cái cách sống của cái thằng lan ánh sao này nói chung thì nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần có một cái dàn lưới, như dàn lưới của chúng tôi đang để đây, với mật độ ánh sáng nó khoảng độ 50% ánh sáng của lưới là đẹp. Cái thứ hai là nó là dạng lan, nếu chúng ta có những cái cột bếp tưới bằng bếp phun như thế này, đây như bếp phun của chúng tôi đây, vì đang ở cái thời điểm này tôi đang ở vườn, nếu quay thì nó sẽ mưa ướt, nó như mưa, thì chúng ta sẽ tưới bằng bếp phun thì dàn lan nó sẽ độ ẩm nó sẽ tốt.
và nó ướt đều cả trên lá. Riêng cái dòng lan thì nó hút nước và hút năng lượng từ thân, từ lá nhiều hơn là từ rễ. Đâm chính vì thế cái môi trường trồng cũng như cái độ ẩm của vườn nó rất cần thiết cho lan, nhất là những cái dòng lan như là bám lên thân gỗ, hoặc là những cái dòng lan người ta trồng trong những cái chậu gáo mà gần như nó giá thể của nó là rất là thưa. Còn cái dòng lan ánh sao này thì cái giá thể trồng của chúng ta có thể rất là đơn giản. Chúng ta có thể dùng đất trộn trấu để cho cái độ xốp nó tốt lên, cộng với một chút phân bón nữa là chúng ta đã có thể trồng được lan ánh sao rồi. Nếu mà chúng ta có điều kiện thì có thể trồng bằng sơ dừa dối, hoặc là sơ dừa bột, hoặc là sơ dừa lẫn với lại cành dừa chặt ra lẫn vào trồng thì lan ánh sao lên cũng rất khỏe, không cần bón phân. Thế còn lại thì lan ánh sao và mùa hoa của nó thì nó có hai mùa rõ rệt ở ngoài Bắc Bộ của ta. Thường thường nó sẽ nở vào tháng 4, tháng 5 là cái mùa chính, hoa rất là nhiều và rộ. Và đến nay là vào cái tầm tháng 8, tháng 9 âm lịch này thì lan ánh sao ra tiếp những cái lượt đợt 2. Đây là những cái lụ ra tiếp những đợt 2 của những cái hoa đỏ. Thì nó ra thưa hơn, những bông hoa thì chắc chắn hơn và thời gian nở nó sẽ dài hơn so với cái thời gian mùa xuân hè. Vì cái mùa này nó khô, đâm là cái sức bông hoa nó sẽ tồn tại được lâu hơn so với cái mùa xuân hạ. Xin giới thiệu với các bạn về những cái dòng lan ánh sao ở vườn của chúng tôi. Còn rất nhiều những loại lan ánh sao khác tôi chưa giới thiệu hết được. Lúc nào có điều kiện hoặc clip sau tôi sẽ giới thiệu lốt cho các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bạn là người yêu cây, bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh Chợ Hàng trên Facebook. Hãy đúc chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé.